Ok, này test thử máy Luoyi 125cc cho tất cả mọi người xem nhé. Mọi người liên hệ trực tiếp số điện thoại trên màn hình. Được rồi anh. Cái máy nổ rất êm nhá, bao lực bao mạnh. Đấy, hầu như là máy không có tí gọng ngú gì luôn. Máy nổ cực kỳ êm ái. Chế Japan này. Đấy, mọi người liên hệ trực tiếp số điện thoại trên màn hình nhá. Đấy, mọi người nhớ đăng ký theo dõi video phía sau, em sẽ giới thiệu chi tiết về máy hơn. Okay, xin chào tất cả mọi người, tiếp tục cái video test máy Luoyi 125cc nhé. Thì mọi chi tiết thì bác liên hệ trực tiếp số điện thoại trên màn hình là Quý Bắc Giang 0364011683 hoặc 0983198883 nhé. Thì bên mình chuyên cung cấp các loại động cơ xe máy, phụ tùng xe 2 bánh, 3 bánh, 4 bánh cũng như là thiết bị tổng hợp tất cả các thể loại. Đấy, các bác cần mặt hàng gì các bác bình luận phía dưới nhé. Các bác nhớ đăng ký kênh và theo dõi những cái video mới nhất của bên mình. Thì đây em sẽ quay chi tiết cho mọi người về cái mẫu Luoyi trước. Đấy, đầu tiên thì em sẽ quay tổng quan về cái con máy trước, thì sau sẽ giới thiệu chi tiết phụ tùng cũng như là các thông số sau. Đấy, về tổng quan ngoại quan con máy thì form máy cực đẹp luôn. Máy toàn bộ nó mới 100%, dung tích xi lanh của nó là 125cc. Đến từ thương hiệu Luoyi. Máy rất đẹp nhá. Thì form máy con này thì lắp được tất cả các dòng xe như Future, Future Neo, Future 1, Future 2, rồi Wayne và một số cái dòng NMX. Đấy. Thì bác có thể xem qua từ đầu nòng đến lốc máy. Đấy, chi tiết thì gia công sang sản xuất đúc khuôn nhá. Chi tiết cực kỳ sắc sảo, tinh tế. Thương hiệu Luoyi, côn hai nồi nhá, vách máy đây tường keo sợi chỉ, các bác có thể yên tâm về chất lượng. Cái hàng này là hàng liên doanh của Đài Loan và Myanmar. Đấy, video test máy em cũng để phía trước rồi, các bác có thể cảm nhận qua về cái chất lượng của máy. Đấy, máy lủ rất êm rất lực. Một là các bác lắp vào xe máy hoặc là các bác lắp vào các xe dòng xe ba bánh thì cũng rất chi là khỏe nhá. Dung tích xi lanh của nó đây là 124 rồi. Đồ bò đấy. Toàn bộ là hàng mới 100%. Đấy, form máy thì lắp được tất cả các dòng Wayne, Future rồi NMX. Cái phần phụ tùng thì bao gồm có bộ chế ô khí, em gọi bình xăng con đấy, Japan này. Đấy, bình zin cho máy luôn nhá. Form máy thì dày dặn hơn rất nhiều so với cái dòng Honda. Thông thường thì mang cá vừa lúc máy nắp nhựa ấy, thì thường máy Honda chỉ nắp nhựa thôi. Thì cái dòng này thì em sẽ sản xuất đúc khuôn. Đấy. Cực kỳ dày dặn. Máy thì tuyệt vời rồi, đẹp lắm rồi. Theo có ốc rồi co xăng và bộ cần đạp bằng số. Đấy, cần khởi động đây, kick start này. Đấy. Zin mới đét 100%. Kèm theo buji. Nếu mà chi tiết thì bác liên hệ trực tiếp số điện thoại thì em sẽ tư vấn cũng như báo giá cụ thể hơn. Cho mình giá con này nó rơi vào khoảng 7 triệu nhá. Đấy. Máy chất thì giá cao hơn. Nếu mà chi tiết bác liên hệ trực tiếp số điện thoại. Các bác nhớ đăng ký theo dõi kênh nhá. Ok rồi, xin chào tất cả mọi người.